Anh tìm nỗi nhớ, anh tìm quá khứ. Con người, khi sinh ra, ai cũng có quyền được phạt. Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây. Bàn tay yêu ớt có níu em ở lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên mi. Cứ thế anh biết phải làm sao. Tình yêu trong em. Phan sư huynh đã lý xảo, sư huynh đã nguyện vọng. Còn lại chỉ nơi đây cô đơn riêng anh. Thằng đó nói, tôi không hiểu gì cả. Anh quá, có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Phan, Phan nữa, Phan này. Thế anh, thôi để em thì nó là thì như vậy đấy, thì anh em có hiểu không nhỉ? Anh hiểu mà. Còn các bạn có hiểu không ạ? Anh hiểu mà. Em đang hỏi các bạn mà. Anh hiểu. Hy vọng là các bạn hiểu. Như vậy một năm đã trôi qua, Phan Bấp cũng tròn 2 tuổi. Thật sự là nhờ vào công đức của các bạn mà chúng ta vẫn còn đứng đây. Ý là các bạn đứng đó và chúng tôi ngồi đây. Thật sự nó là quãng thời gian vô cùng xúc động. Thật sự nó tạo ra cho chúng tôi rất nhiều nhiều những cảm xúc. Anh em có muốn nói gì nữa không? Ý là em muốn nói mình tắt máy nhỉ? Anh ý anh vậy. Mình nghĩ là nếu các bạn không muốn nói nữa thì bây giờ thì chúng ta phang hết mình. Ok, bây giờ chúng ta tối nay chúng ta phang khô máu.